Vậy là bản DLC được mong chờ nhất của Game of the Year 2022, Elden Ring Shadow of the Erdtree, đã ra mắt vào ngày 21 tháng 6 vừa qua và không có gì phải bất ngờ về chất lượng cực cao của DLC này, trong khi những Tarnished lão làng đã đạp cửa nhà boss cả tuần trước khi DLC ra mắt để sẵn sàng lao vào khám phá Land of Shadow ngay và luôn, thì với những gamer mới tiếp cận Elden Ring có thể sẽ có một vài khó khăn nếu như cũng muốn chu du trong DLC mới này cho bằng bạn bằng bè. Vậy thì còn chờ gì nữa? Hãy cùng phe game điểm qua một vài tip and trick mà chúng mình đã lượm lặt mà có lẽ sẽ có ích cho hành trình của các Tarnished mới và biết đâu là cả các Elden Lord New Game Plus 7 bớt nhọc nhằn và thêm phần thú vị. Và để cho những ai chưa kịp trải nghiệm DLC, chúng mình cũng sẽ tránh spoil nhiều nhất có thể, nên hãy cứ yên tâm mà thưởng thức video nhé. Nhưng trước khi vào video, hãy dành ít phút để nói về nhà tài trợ của video ngày hôm nay, Revoji. Revoji là phần mềm cung cấp game bản quyền và Netflix dành riêng cho người Việt, với kho tàng đồ sộ gần 2.000 tựa game khác nhau và được cập nhật liên tục. Revoji sẽ là người bạn đồng hành đắc lực, giúp bạn có thể trải nghiệm những tựa game bom tấn mới nhất với mức giá rẻ hơn các nền tảng khác. Đặc biệt, nếu đang có nhu cầu tận hưởng game AAA nhưng PC của bạn lại chưa đủ mạnh, hãy sử dụng dịch vụ thuê máy tính mới là Revo PC với cấu hình mạnh mẽ lên tới Core i5 13600KF và các đồ họa RTX 4070 Ti chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Bạn đã có thể hòa mình vào thế giới đồ họa đỉnh cao của những siêu phẩm như Cyberpunk 2077, God of War, Marvel Spider-Man thông qua chính chiếc màn hình nhỏ bé của mình, chơi game trên máy tính cấu hình cao ngay tại nhà, không hề giật lag, delay, tụt FPS, không tốn thêm tiền điện mà lại còn được nhân viên Revoji hỗ trợ nhiệt tình nữa. Hãy tham gia trải nghiệm ngay các dịch vụ hấp dẫn này theo đường link chúng mình để bên dưới phần mô tả nhé. Cách để đến Land of Shadow. Bởi bản mở rộng Shadow of the Erdtree cũng giống với nhiều DLC của các tựa game Souls-like khác từ From Software, sau khi được cài đặt sẽ không hề có thông báo gì về cách để kích hoạt nội dung DLC từ game gốc, nên có lẽ chúng ta nên nói qua chuyện này cho những Tarnished mới đặt chân đến The Land Between. Vậy để đến được Land of Shadow, trước hết bạn cần phải đánh bại hai con boss là Morph Lord of Blood. Welcome, honored the guest to the birthplace of our dynasty. Và Starscourge Radahn. Đây đều là hai con boss khá là khó nhằn và cũng cần tốn thời gian để tiếp cận. Với Starscourge Radahn, vị cựu chiến thần mạnh nhất theo lore Elden Ring, bạn cần phải đến Redman Castle ở khu vực Kalid, một chốn bồng lai tiên cảnh với đủ loài chim chó đột biến, luôn sẵn sàng yêu thương người chơi hết mức. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể chiến đấu với Radahn nếu như đã kích hoạt được sự kiện Radahn Festival thông qua việc kích hoạt Site of Grace bất kỳ ở khu vực Atlas Plateau hoặc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của phù thủy bốn tay Rani, người đã tặng bạn Spirit ba con sói đầu tiên để triệu hồi. Nếu chưa kích hoạt được Radahn Festival, bạn sẽ phải 1v2 với boss gồm Misbegotten Warrior và Crucible Knight. Ngược lại, nếu bạn đã kích hoạt được sự kiện, thì căn phòng cuối của Redman Castle sẽ là nơi các chiến binh đang đứng chờ để tham gia vào trận chiến đánh bại Radahn. Trong trận chiến với Radahn, bạn có thể gọi nhiều NPC lên trợ chiến, nhưng hãy chú ý, chỉ nên triệu hồi đồng minh sau mỗi lần Radahn bắn tên để không biến mình thành bia tập bắn cho boss. Và khi boss còn 1/2 thanh HP, ông ta sẽ thực hiện một đòn lao xuống kiểu thiên thạch từ trên cao, đủ sức giết bạn ngay lập tức, nên hãy chú ý di chuyển liên tục để không trúng đòn. Radahn cũng có chỉ số kháng Scarlet Rot khá thấp, nên bạn có thể tận dụng điều này, nhưng nếu đây là lần chơi đầu tiên của bạn thì khó có thể kiếm được vũ khí gây hiệu ứng này cho Radahn, nên bạn có thể lựa chọn hiệu ứng băng, độc hoặc xuất huyết lên boss cũng ổn. Với Morph Lord of Blood, bạn cần đến Mowin Palace bằng một trong hai cách sau. Đầu tiên là sử dụng cổng di chuyển tại khu vực Consecrated Snowfield nếu như đã đánh bại được Mordred tại Lendale, Royal Capital. Nếu như bạn đã quên, thì đây chính là cỗ máy lọc gamer bạn gặp vào trước khi bước vào Stormveil Castle. Nếu như chưa đến được Lendale, bạn có thể chọn hoàn thành quest của White Mask Vare, cái gã NPC chửi bạn là Maidenless ngay từ đầu game ý. Khuyến khích làm theo cách thứ hai sẽ giúp bạn dễ thở hơn vì đường đến Morph được rút ngắn đi rất nhiều, cũng tức là sẽ bớt khổ đau. Với Morph, bạn nên có cho mình item Morph Charcoal sẽ cho phép bạn vô hiệu hóa boss một vài giây trong phase đầu tiên của hắn và chắc chắn nên có được Purifying Crystal Tear để chế thuốc chống đòn đánh thương hiệu 3 cái Nihil của Morph gây sát thương 3 lần theo phần trăm máu bạn có. Đồng thời chuẩn bị cho mình trang bị kháng lửa và bleed thật cao và xài vũ khí tăng bleed vì boss kháng hiệu ứng này không cao. Nếu vẫn bế tắc quá thì dùng Mimic hoặc là kiếm bạn bè lên hội đồng cũng được. Cứ hèn ring đi vì game cho phép mà. Sau khi đánh bại được hai boss trên, chúc mừng, bạn đã đạt đủ điều kiện để mở nội dung DLC và có thể tương tác với cánh tay trong phòng đấu với Morph để được di chuyển đến Land of Shadow. Nên chuẩn bị nhân vật level 150 trở lên. Đây là một yêu cầu không bắt buộc, nhưng quan trọng nếu bạn không muốn luyện sự khổ dâm trong Land of Shadow, bởi như thông tin được đưa ra trước đó và sự kiểm chứng từ nhiều game thủ được chơi sớm DLC, kẻ thù trong DLC này được áp dụng hệ thống skill level mới, nên khi lần đầu đặt chân đến Land of Shadow, bạn sẽ thấy quái cực kỳ trâu và đánh cũng cực kỳ đau, có khi chỉ cần 1-2 hit là hẹo.
nên với những Tarnish cả mới và cũ, nếu muốn trụ lại được vùng đất này, tốt nhất là có cho mình một nhân vật được build ổn với level đủ cao, tầm 150 là phù hợp. Và theo lời đồn đại thì chỉ số Vigor ở tầm 60 mới đủ HP mà chịu đòn của quái. May mắn là quá trình kích hoạt DLC nêu trên thì chỉ việc tiêu diệt hai con boss Radahn và Morph cũng cho chúng ta được kha rune để tăng chỉ số rồi. Và quan trọng nhất là vào được Morwin Palace, cũng tức là chúng ta đã đến được bãi farm rune cực tốt. Nếu chưa đủ rune để nâng level, hãy đi farm gà hoặc thực hiện tội ác diệt chủng tại khu vực này. Bạn có thể farm đến hàng triệu rune chỉ sau vài giờ thăm ngàn. Nếu như chưa hài lòng với điểm chỉ số cùng với lối build của mình, bạn nên lựa chọn việc reset lại chỉ số bằng việc đánh bại boss Renala, Queen of the Full Moon tại Academy of Raya Lucaria, với mỗi lần tẩy điểm sẽ tốn một level tier. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể farm một chút để mua đủ số trang bị như tên, bom, nguyên liệu nâng cấp, vân vân, dắt lưng cho hành trình sắp tới. Nói chung, công cuộc chuẩn bị cho DLC có thể sẽ hơi tốn thời gian một chút, nhất là với những người mới, nhưng chắc chắn sẽ giúp bạn giảm bớt khổ đau tại Land of Shadow. Bật new setting cho item. Một chú ý nhỏ cho các Tarnish là trước ngày DLC ra mắt, From Software đã có một bản cập nhật gần 16GB cho bản Elden Ring gốc. Trong đó có một tùy chỉnh giúp các item mới thu được gần đây và các item lần đầu tiên nhận được sẽ được hiển thị bằng các dấu check trong hòm đồ. Đây sẽ là một công cụ rất hữu hiệu cho bạn khi bắt đầu đặt chân vào Land of Shadow, bởi From Software sẽ mang cho chúng ta rất nhiều loại vũ khí, item mới mà nếu như không bật setting trên, bạn có thể mất khá thời gian lục tìm lại món item vừa nhận được. Bên cạnh việc giúp chúng ta tiết kiệm thời gian, thì trong DLC này có những item cực kỳ quan trọng liên quan đến cơ chế game mà bạn nên ghi nhớ. Ưu tiên thu nhặt Shadow Tree Fragment và Reverse Spirit Ash nhiều nhất có thể. Như đã nói ở trên, Shadow of the Earth Tree được áp dụng hệ thống scale level và sát thương khác với trong bản game gốc, với mục đích tránh việc những Tarnish kỳ cựu có thể cheat qua DLC bằng chỉ số cực cao của mình. Cụ thể, khi bước chân vào Land of Shadow, nhân vật của bạn sẽ bị nớp rất nặng, giảm sát thương gây ra và tăng sát thương nhận về từ kẻ thù. Điều này khiến cho ngay cả một con quái thường cũng có thể one shot bạn, và lũ boss của The Line Between cũng phải gọi boss tại Land of Shadow là bố. Để có thể chống lại cơ chế nớp này, chúng ta được cung cấp một vật phẩm gọi là Shadow Tree Fragment. Cách sử dụng của chúng gần giống như các hạt Golden Seed, dùng để tăng số lượng bình hồi máu bạn có thể mang theo trong phần game gốc vậy. Khi thu thập đủ một số lượng Shadow Tree Fragment nhất định, bạn sẽ có thể dùng chúng tại Side of Grace để làm tăng hiệu quả của hiệu ứng gọi là Shadow Tree Blessing lên nhân vật của bạn, giúp tăng lượng sát thương gây ra và giảm lượng sát thương nhận về từ kẻ địch. Những Shadow Tree Fragment này nằm rải rác khắp nơi trên bản đồ, và vì công dụng của chúng, bạn chắc chắn phải ưu tiên tìm kiếm chúng đầu tiên nếu như không muốn hành trình của mình trở thành con đường của sự đau khổ. Lưu ý là hiệu ứng nấp từ Land of Shadow và bấp từ Shadow Tree Blessing sẽ chỉ có tác dụng khi bạn ở trong phần nội dung của DLC thôi, còn khi trở về với The Land Between thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Bên cạnh việc giảm sức mạnh nhân vật của bạn, From Software còn làm giảm sức mạnh của các Spirit Ash trong DLC này. Để đối phó thì tương tự như Shadow Tree Blessing, bạn sẽ cần phải thu thập đủ số lượng nhất định các item nâng cấp gọi là Reverse Spirit Ash để tăng hiệu ứng gọi là Shadow Realm Blessing, giúp tăng sức mạnh cho các spirit được triệu hồi tại Land of Shadow, một cứu tinh cho những ai hay xài spirit. Đặc biệt, nâng cấp Shadow Realm Blessing còn giúp cho chú ngựa Torrin của bạn có thêm HP và khả năng chống chịu sát thương cao hơn, điều cực kỳ quan trọng khi mà vai trò của Torrin sẽ rất lớn trong DLC này, với nhiều khu vực chỉ có thể tiếp cận bằng chiêu double jump của Torrin. Bên cạnh đó, nó cũng sẽ giúp bạn tận hưởng được tốt hơn các trận chiến trên lưng ngựa để lấy lợi thế thay vì trường bạt ra để lũ quái quan hít. Chú ý lối ẩn phía dưới, khám phá dungeon nhiều lần. Từ những chia sẻ ở trên, phải khẳng định việc tìm kiếm Shadow Tree Fragment và River Spirit Ash là vô cùng cần thiết trong DLC này. Chính vì thế, bạn cần phải lùng sục và khám phá mọi ngóc ngách trong bản đồ thế giới mở lẫn trong các dungeon kỹ càng nhất có thể để tránh việc bỏ sót vật phẩm. Một chú ý cho các Tarnish là bản đồ của Land of Shadow dù chỉ có độ lớn theo chiều ngang tương đương với khu vực Limgrave và Kaelit cộng lại trong phần game gốc, nhưng đổi lại là tầng tầng các khu vực, con đường ẩn được thiết kế theo chiều dọc. Nhiều khi bạn thấy trước mặt là đường cụt, nhưng hóa ra lại có lối đi khác ngay dưới chân. Bởi vậy, đừng chỉ chăm chăm đi khám phá mặt đất, hãy chú ý cả những khu vực ẩn phía dưới, các vách núi ngăn nhau bởi vực mà có thể là những lối đi ẩn, những shortcut kết hợp với nhau dẫn bạn đến khu vực khác. Đó chính là lý do Torrin cùng Double Jump cực kỳ quan trọng trong khi khám phá Land of Shadow. Ghi nhớ bãi quái yếu để hồi Flash. Nếu như bạn vẫn còn nhớ, Elden Ring có một cơ chế cho phép chúng ta hồi lại số lượng bình Flash, hồi HP và EP sau khi tiêu diệt đủ một số lượng quái nhất định, và chức năng này khá là hữu ích. Khi khám phá thế giới The Land Between đến Land of Shadow thì tính năng này có vẻ đã được bắp lên rất nhiều. Khi số lượng bình Flash được hồi phục tăng lên, con số Q cần thiết để kích hoạt cơ chế đã được giảm đi. Nhờ đó mà khi mới bắt đầu DLC, trong hoàn cảnh bạn chưa có đủ Shadow Tree Fragment để giảm bớt nớp của nhân vật, khiến mỗi lần chạm trán kẻ thù sẽ có thể khiến bạn tiêu tốn một lượng lớn Flash hồi máu, thì bạn có thể tận dụng cơ chế hồi bình Flash. Đơn giản là hãy đánh dấu trên bản đồ những khu vực quái có độ khó thấp để khi nào sắp hết hồi máu, bạn có thể đến đó farm và nhanh chóng kiếm lại đủ số bình Flash mang theo.
Sử dụng mẹo này sẽ giúp bạn thay vì phải teleport về các Side of Grace khiến tất cả những con quái chúng ta đã hạ được hồi sinh thì sẽ có thể tiếp tục cuộc hành trình khám phá của mình mà không bị gián đoạn, đồng nghĩa với việc tránh được những cái chết oan ức. Ưu tiên khám phá vào ban đêm. Elden Ring cung cấp cho chúng ta một cơ chế ngày đêm khá thú vị khi mà tùy vào thời điểm trong ngày, một số khu vực có thể xuất hiện những thay đổi mà tiêu biểu là boss. Tới Shadow of the Earth Tree, cơ chế đó cũng vẫn được From Software áp dụng với một số khu vực. Một điều hiển nhiên là hành trình trong Land of Shadow sẽ rất hấp dẫn và chắc chắn bất kể có ngã xuống đi chăng nữa. Việc đầu tiên Tarnished chúng ta sẽ làm là lại tiếp tục hành trình khám phá của mình ngay và luôn. Nhưng nếu như bạn không để ý thì mỗi lần hồi sinh sẽ làm thời gian trong game thay đổi, trong khi Land of Shadow lại có rất nhiều item xịn chỉ xuất hiện vào ban đêm. Cụ thể, nếu như bạn đang chu du trong đêm, có thể bạn sẽ vô tình bắt gặp các vòng tròn nhỏ được chiếu sáng bởi ánh trăng. Đó là nơi mà các item xuất hiện và chúng sẽ biến mất nếu như trời sáng. Bởi thế, lời khuyên là dù có hăm hở, con thở là còn cỡ đến đâu, hãy bớt chút vài giây skip thời gian trong game cho đến tối để bạn có thể thu nhặt được các item đó mà không bị bỏ sót nhé. Ưu tiên tên Noble đội lọ. Thêm một lời khuyên nữa để tránh việc bạn sẽ miss các món đồ tốt trong game. Giống như The Land Between, Land of Shadow cũng sẽ có một số tên Noble ngồi thư một chỗ hoặc đi loanh quanh không mấy nguy hiểm. Tuy nhiên trong số đó sẽ có một tên đội một cái lọ lấp lánh. Bạn cần ưu tiên tiêu diệt tên này ngay vì chúng đóng vai trò tương tự như lũ bọ hung trong phần game gốc. Sẽ rơi ra những item hiếm khi bị tiêu diệt mà nếu như chậm chân, chúng sẽ biến mất. Tất nhiên, bạn chỉ cần nghỉ chân ở Side of Grace là chúng sẽ lại spawn lại ở chỗ đó, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc là đống quái khó nhằn bạn gặp trên đường đi cũng vậy, và chắc chắn là không ai thích cảm giác bị hạ liên tục vì quái, trong khi đang chỉ muốn đi nhặt item hiếm đâu nhỉ. Chủ động trải nghiệm các vũ khí mới. Như những gì chúng ta được thấy trong trailer, Shadow of the Earth Tree cung cấp cho người chơi rất nhiều loại trang bị mới, gồm các loại áo giáp, khiên và đặc biệt là các chủng loại vũ khí. Nếu như gặp một món vũ khí mới, bạn hãy đừng ngần ngại nâng cấp và sử dụng chúng, bởi rất nhiều loại vũ khí trong DLC này có các moveset độc đáo hay sở hữu các skill mặc định rất hữu dụng. Ví dụ như skill Blind Spot của Black Hand Blade sẽ giúp nhân vật lướt sang một bên tránh đòn rồi lao vào đâm một nhát từ bên cạnh, rất hữu dụng với những kẻ thù dạng người hoặc PvP. Skill Ranker Shot của Bonebow sẽ là mũi tên biết đuổi theo mục tiêu. Smith's Grip Dagger hoặc Smith's Grip Spear cho phép bạn ném chúng như vũ khí tầm xa thay vì phải sử dụng item một lần, vân vân. Và tất nhiên, không thể thiếu những vũ khí lấy được từ việc diệt boss sẽ cho bạn những skill vô cùng mạnh và mãn nhãn nữa. Bên cạnh đó, các Arch of War mới trong DLC cũng cho bạn các kỹ năng cực ngầu như Spinning Gravity Thrust, xoay như Devil May Cry, Scattered Shot Throw, ném phi tiêu ra 180 độ trước mặt và cước pháp Dry Leaf Whirlwind gợi nhớ đến siêu phẩm Sekiro. Đó là lý do chúng ta nên tích nguyên liệu nâng cấp để có thể tận hưởng được sức mạnh của những trang bị mới ở mức tối đa. Đừng ngại dùng mẹo. Một điều cần khẳng định lại với mọi người là Shadow of the Earth Tree rất khó, ngay cả đến với Tarnished kỳ cựu cũng sẽ phải toát mồ hôi với kẻ thù trong DLC này. Bởi vậy, hãy quên đi tất cả những lời chế giễu, gà, skill issue hay là hèn ring đi. Bạn hãy cứ tự do dùng mọi phương án nào có thể để giúp bạn vượt qua kẻ địch. Đơn giản nhất là gọi bạn bè lên co-op cùng, hoặc ít nhất là gọi Spirit lên ở mọi khu vực game cho phép, mà tất nhiên trong số đó, anh bạn Mimic luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Ngay cả River of Blood, món vũ khí thường bị kỳ thị là mất não trong game gốc và chỉ dành cho những người có kỹ năng kém, thì tới DLC này, thứ mà có lẽ nhiều game thủ mong ước là một thanh Ocean of Blood, gấp 5 gấp 10 sức mạnh của thanh kiếm gốc để có thể spam skill đến chết thì thôi. Một lời khuyên nữa là trong khi đang khám phá bản đồ thế giới mở, ưu tiên chiến đấu theo kiểu hit and run bằng terrain cũng sẽ giúp bạn bớt đi những cái chết đau đớn. Và tất nhiên, đừng quên tham khảo những trang wiki đang được bổ sung thông tin mỗi ngày để có thể tìm cho mình những mẹo thú vị cho các chướng ngại bạn chạm phải nhé. Trên đây là tất cả những lời khuyên chúng mình muốn gửi tới cho các game thủ sắp và đang tham gia hành tẩu trong DLC mới của Elden Ring. Mong rằng chúng sẽ có ích cho các bạn. Và bởi vì thời điểm bài này được viết, DLC mới chỉ ra mắt được 3 ngày mà thôi, nên nếu như còn mẹo hay trick nào chúng mình chưa kể ra thì hãy đừng ngần ngại mà chia sẻ cho mọi người ở phần comment nhé. Và cũng đừng quên video review và biết đâu là cả video giải thích cốt truyện của DLC này sẽ sớm ra mắt trên phế game nhé.